Tí nữa lại phải đo cái hàng bụi. Chán đời. Ấy. Quả tán này. Này mỡ ở dưới ruộng trông như cứt. Tán con này to phết đấy. Cao 1m8. Chậu này chậu 86 sao? Đấy, chậu 86. Nó là tán con này to phết đấy. Tán con này phải 1,5 m. Tán 1,5 m. Cao cây 1,7 m, 1,8 m. Thoát thân. Thoát thân 80. Nó bảo mình tuần đây rồi đâu đùa đơn thì nó kéo để ý sợ cháu chẹt, sợ kiểu sợ cháu chẹt lắm. À, cứ mẹ cứ có tiền thì mới đo, không có tiền thì ngại lắm. Thì kiểu to 80, vanh gốc cả cọc là 23 thì trừ bì là chắc phải 20. Tôi không không tôi không xỏ được vào cái cọc này chứ còn không phải là tôi ăn gian. Banh thân ở đây là 12, 13. 13. Cũng cũng ối rồi nhỉ. Ôi tổ. Đơn đắt. Để ý mẹ gì đâu khách nhờ. Banh thân chỉ 10. Thoát thân 80. Củ dưới thì to. Với gần 7 phân. Chuyện 6 phân rồi. Này cũng đẹp nhỉ. Thoát thân 80. Ở ngoài kia có nhiều. Nhưng con này tán là làm tán hết rồi. Ở chậu 86. Tán nó phải 1,5 m. Khang ơi, Khang đứng ở cây cho bố. Khang. Đứng ở cây cho bố. Đứng ở cây chậu này cho bố. Nam kiểu ảnh. Nhanh lên đứng ở ngồi chậu, nhanh lên còn bố cho còn ra kia mua cái kẹo. Kìa chậu kia kìa. Đấy cái ừ, đấy chậu ý, ngồi đấy cho bố. Ngồi nguyên. Làm kiểu ảnh nhá, cười. Mình nửa mai đấy, cười. Rồi đi. Ra uống nước. Cái giống bé San kìa. Thế á? Bé Sang cười. Xong là bé Sang chả nói gì. Ừ. Đấy. Ôi dồi ôi lắm. Đơn đây là do là cái cây này nó cũng chưa đủ sức. Hôm nào bảo là nở nó nở hoa tuét tuét thì mới. Góc này đẹp này.